cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị trấn Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây bán buôn ma túy từ Việt Nam đi Hàn Quốc bằng đường hàng không đi qua sân bay Cát Bi Hải Phòng. Cầm đầu đường dây bán buôn ma túy từ Việt Nam đi Hàn Quốc là đối tượng Lê Thị Loan, 1990 trú tại huyện Thủy Nguyên, thị trấn Hải Phòng. Đối tượng Lê Thị Loan khai nhận qua thời gian lấy chồng và sinh sống tại Hàn Quốc, Loan nhận thấy việc mua bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam quý phái Hàn Quốc dễ ợi và mang lại lợi nhuận cao. Loan đã móc nối với nhiều đối tượng sinh ra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên giang sơn từ Việt Nam đi Hàn Quốc. Với vai trò chủ mưu, Loan đã phân công mỗi người thực hiện một công đoạn riêng biệt nhằm tránh bị tố giác, phát hiện từ việc đi mua ma túy, mua vật dụng để cất giấu ma túy gấu bông, đồ chơi, hàng lưu niệm, vận chuyển ra sân bay. Đặc biệt, Loan soạn xuyên đi từ Hàn Quốc về Việt Nam với lý do thăm gia đình, học chăm nom sắc đẹp để chỉ dẫn việc mua bán, vận chuyển ma túy. Vào đêm ngày 12 tháng 10 năm 2019 tại sân bay Cát Bi, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an thị trấn Hải Phòng phối hợp với Phòng An ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 kiểm tra phát hiện Cù Thị Nguyệt, 1991, soàn trú tại đội 7, Trúc Động, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, mang theo nhiều đồ đạc, trong đó một con gấu bông do Lê Thị Loan thuê để vận chuyển từ Hải Phòng bằng đường hàng không đến Hàn Quốc, bên trong có 140,78 gam ma, 17,92 gam ketamine. Ngày 16 tháng 10 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị trấn Hải Phòng tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với Lê Thị Loan về hành vi vận chuyển, mua bán phi pháp chất ma túy và điều tra mở minh mông vụ án và cầm giữ các đối tượng khác trong đường dây phạm tội. Qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an thị trấn Hải Phòng thông báo, đề nghị các cá nhân kinh hoàng doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa hai chiều từ Việt Nam đưa nước ngoài cần cảnh giác trước phương thức âm mưu của tội phạm ma túy như nêu trên, nhằm tránh bị lợi dụng, tiếp tay cho tội phạm.